Khi đi Trà Vinh á là mọi người nhớ ghé mua bánh tét trà cu nha cả nhà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Tét chữ gì đó ha. Dạ dạ dạ. Bánh tét ba màu. Bây giờ em ở nhà, trong nhà là em còn ba màu không à? Dạ. Ba màu là cái này nó ngon nè, áo. Cái này là cà rốt. Cái này là lá cẩm. Một cây sáu. Cái này là bánh tét lá cẩm. Dạ. Bánh tét là cuông lá cẩm. Cái này là chị mời ăn thử không? Là lá cẩm. Bây giờ là chị chủ quán này là các con tét ra để mời cho cả nhà em ăn thử nè. Dạ, cái con tét ra vậy. Chị chơi mạnh luôn nha, cắt nguyên một đòn bánh tét mạnh để mời mời cho hết nguyên một cái đại đội xe của gia đình em ăn thử nè. Vậy là không mua sao được. Dạ. Đúng rồi, tại vì đó giờ tôi ăn ăn trà cuông, trà cuông chứ phải trà cuốn nha. Cái vị đây sao? Trà cuông chứ phải trà cuốn. Trà cuốn hả? Không có trà cuốn. Không có trà cuốn, chỉ có trà cuông thôi. Trà cuông thôi nha cả nhà. Đó. Mọi người ai mà có đi Trà Vinh chơi á thì hãy nhớ mua bánh tét trà cuôn nha. Trà Vinh á thì là của ở đây ra Trà Vinh bán thôi. Giờ là gia đình của em là ăn thử bánh tét trà cuôn của chị chủ quán nè, mời nè. Cái nếp dẻo lắm hay gì? Con không có hảo bánh tét. Rất là ngon mọi người ơi. Em ăn thử thấy ngon á. Không ăn anh thiệt. Nếp nó mềm dẻo thơm. Mà thịt thịt cũng thơm. Đậu xanh ngon ghê luôn á. Bây giờ là bánh này là 70, còn bánh này là 60 thôi. Thôi bán bằng giá hết. 60 hết. À, đòn bánh tét này như vậy á là 60 ngàn một đòn. Nhưng mà vẫn như nhau hết luôn. Còn cái đòn này á, đòn này á là 70 ngàn đòn. Ba màu là 70 ngàn đòn. Cho nó không ai ăn thôi. Ba màu là 70 ngàn đòn. Cho cái đó là cái này nè. Mua đi thì cho ba mẹ không? Để lên thử cho chép ba thử cắt đi. Thôi mua cái, mua về cái đòn cho ba mẹ đi. Chị mua một đòn. Mua đòn này đòn kia đi. Con ăn ba màu phải không? Hay là đòn này cái đòn ba màu cũng vậy, cái này là đòn ba màu. Đòn ba màu là bằng giá. Bây giờ cái này cô bán cho bằng giá luôn một thứ màu. Rồi bán bằng giá, còn cái này mắc có 10 ngàn mà bán bằng giá. 10 ngàn. À lá cẩm là 60 ngàn. Còn ba màu là 70 ngàn. Cái này còn có dễ nhà có đó mua về đại khách sướng em. Đúng rồi, ngon ghê luôn, nếp ngon ghê luôn. Ba màu tại vì mình không tách hình ở đây, thành giả hơn làm sao nè. Giống có nét chữ vậy đi không? Không, nhưng mà nó bị chật cổ nó không có chữ. Đây trên đây cái chỗ chị này bán là có cái bảng nè mọi người. Em quay đi cho mọi người biết nè. Ơi mèo ơi, lấy giỏ tiền nè mẹ. Ngon quá, ngon. Ngon quá. Nếp ngon, nếp dẻo ghê luôn á. Nó giòn nè. Con đưa 60 cho lấy cái này cái số lớn mình hả? Bỏ nhẹ lá. Em chị này có bán mắm tép nữa nè. Dạ có. Ở như kia có. Không, mắm tép phía kia không ngon bằng. Mắm mắm tép này ở đây có nè hen. Về mắm tép này nè. À, cái này là cái con tép này là con tép nhà. Ở nhà của vuông có đó. Ăn thử đi cô. Dạ. Không, không có nước cá đâu. Thứ gì vậy? Sao mẹ? Con làm nhà, bánh tét này, em mắm tét này. Hồi nãy mặn mà cái này ngon nè. Dạ. Mắm của người ta là nó mặn, còn mắm này rất là cái này là mắm tét nha cả nhà. Dạ. Cái nhà mình ơi mắm tét này. Ủa hay đi Lan lấy cái đồ đây.
cái này là tép đồng tép vuông ở miền Tây cơ nha. Em lấy miếng tỏi nữa nè, đây em ăn thử nha. Ngon mà. Nguyên chất như vậy rất là ngon. Ở đây cái này 70.000, cái này tại vì tép đất cơ. Còn này là con tép. Cho mẹ quay qua cho mẹ. Tép đất lúc nào nó cũng mắc rồi tép mà. Dạ đúng rồi. Chỗ này là tép đất không? Vậy cái này là gì? Mắm tép thì là. Cái đó là mắm tép co. Tép con co co. Cái đó 10.000 cơ, còn bịch bự thì 20. Giận quá. Lấy cái tô hủ này đi. Dạ con. Lấy thêm hủ về với bà con cô bác đi. Không, đúng là hàng ngon thiệt. Ở ngoài mua 50.000 tép không kia là đựng nhiêu nữa. Tại vì tép này tép nhà con. Dạ, tép nhà. Một hủ này chắc cũng có ký á. 800 chị. 800 à. Dạ. Chua chua còn ngọt, ngon. Không sao. Ngon, ngon nè, lấy căn lá. Ngon. Không, con này con em vừa ăn này lấy cái gì mà. Ngon. Nhưng mà ở ngoài chỗ biển á. Nó mặn chát à. Dạ. Tại vì cái đó là con biết sao không, người ta làm bằng muối. Còn cái này là con làm bằng nước mắm. Nước mắm, đúng rồi. Cái này là làm bằng nước mắm. Đã đủ dẻo quá đấy, thấy không? Dạ. Cái này là ăn được hết rồi đó. Rồi, ngon hấp dẫn. Lấy tấm dẹp con. Tấm dẹp hả? Tấm dẹp mà ba màu. Ba màu là cái phần ở ngoài nó ba màu. Ba màu. Nhưng thì vẫn như nhau. Ăn mấy bữa. Ba đây là ba màu. Đây đây là mâm tép nha cả nhà. Không mua chứ. Đây đây nè. Ở đây mà không mua là thất bại lắm á. Cứ việc ăn đi. Dạ. Bán cho bằng giá luôn. Dạ, tại vì của nhà cái nhất là em sẽ quay rõ lại cho mọi người biết nè. Đây đây là mắm tép. Mắm tép ở Trà Vinh nha. Dạ. Đây đã có ai gửi mua này, đã mua luôn. Dạ. À, em quay xong em đưa lên YouTube là chừng nữa là cái cửa hàng của chị là những ai mà đi ngang Trà Vinh là sẽ mua cho chị ủng hộ nhiều nhiều nè. Bán đắt luôn nào. Trộn dừa nạo. Trộn dừa nạo với đường. Còn cái này là nếp. Còn cái này là cơm nếp nha cả nhà. Cơm nếp mà cái này là mình ngâm ra mình nấu rồi ăn vậy rất thơm ngon nè. Trộn với dừa. Người miền Tây buôn bán thật thà chất phát. Đấy rồi. Hồi nãy em quên bán hiệu rồi. Ăn kia đó mà cái số lại chạm cái tép này chứ hay không có nghe rồi. Này là mấy màu, ba màu đây chị. Này. Không có cái này. Cái này là bánh ít tro nha mọi bánh, người. Bánh uống nước tro. Bánh uống nếp tro. Nước tro. Bây giờ bánh uống nước tro hả? Ngon quá. Bánh uống ngon hơn. Đây nấu đi con. Bánh uống nhiều cái chị? Bánh uống nước tro 5.000 nha. Ủa rẻ vậy? Vậy là 10 cái cho thêm cái nha. Này ngon mà chưa qua mình vài cái vậy. Đây mọi người ơi, một cái bánh uống nước tro đây. Một cái bánh uống nước tro như vậy chỉ có 5.000 thôi nha. Ôi, một bụng tay luôn á chứ đâu có nhỏ đâu. Ôi, cái này mà trên Sài Gòn bán là cũng phải 15-20 ngàn một cái rẻ nhất luôn á. Rất ngon ghê luôn á. Ờ ngon thiệt chứ bộ. Chục cái đi có 5.000 cái hà quá rẻ. 10 cái có 50.000. Mua cái này về làm quà cũng được nha bố qua. Cho người cái ăn thử cũng được. Dạ mừng. Không thích nhưng mà cho ăn cái này ngon. Ăn cái này ngon nè, bánh nướng này ngon nè. Ngon, bánh nướng ngon. Dạ, cái này 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 ngon. Dạ, cái
thì Hoàng sớt cái đi. Hoàng sớt tính tiền. Thiệt của ai đi trả? Ai đi trả đi. 10 cái cho thêm cái, rồi mày thêm tính sao mày bấm tiền thì tính. Nè bây giờ 5 cái của con em 5 cái rồi. Rồi bây giờ của con 5 cái nè. Dạ. 2, 4, 6, 8, 10 rồi con chứ thêm cái này hen. Rồi 50 ngàn. Rồi ok. Ờ thì lấy tính tiền hả? Con này nó lấy 5 cái hả? Thôi đưa rồi hả? Con 6 cái. Rồi. Đó mọi người đây là không đủ một cái như vậy nè là chỉ có 5 ngàn thôi cái một bụng tay của em cầm như vậy luôn rồi nha.